Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại Tòa Giám mục Nha Trang. 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục đã chủ sự chầu thánh thể. Tiếp theo là cử hành phụng vụ kinh tối. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 27 giám mục chính tòa và giám quản tông tòa của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã hiện diện trong sự tiếp đón nồng hậu và ân cần của Giáo phận Nha Trang. Nhân dịp này, Giáo phận Nha Trang sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 15 tháng 4 mừng kỷ niệm 350 năm Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đại diện tông tòa đầu tiên của Đàng Trong đặt chân đến vùng đất Nha Trang, và kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Giáo phận Nha Trang. Trong những ngày này, xin tất cả các thành phần dân Chúa cầu nguyện cho các mục tử của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam.